Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơm món nhậu ngon xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cánh gà chiên nước mắm. Một món ngon, rất là dễ làm và nhậu thì cũng rất là ngon tuyệt vời. Cánh gà chiên nước mắm giòn giòn, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay, rất là thơm ngon và rất là bổ dưỡng. Và đây là 5 cái cánh gà. 5 cái cánh gà này thì khoảng hơn nửa kg. Mình đã làm sạch rồi đó quý vị. Cánh gà rất là tươi và ngon. Các nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có các tép tỏi, tiêu xay, bột ngọt, bột niêm, muối, đường, nước mắm và dầu ăn. Các nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm nha quý vị. Trước tiên thì mình sẽ đập cho các tép tỏi nó dập dập, gần hồi mình băm cho nó thật là nhuyễn luôn. Một phần mình sẽ ốp vào các cánh gà, còn một phần mình sẽ phi trước khi mình chiên cánh gà với nước mắm. Các cánh gà thì mình sẽ cắt ra làm hai. Hoặc là quý vị có thể để nguyên cánh gà luôn cũng được nha quý vị. Hoặc là cắt ra làm hai như nhà mình cũng được. Mình cắt ra thì mình chiên nó sẽ chín đều hơn và chín mau hơn. Và cái khâu cũng rất là quan trọng. Bây giờ mình ốp các gia vị vào trong dĩa cánh gà. Thì mình cho một phần tỏi băm nhuyễn vào, tiêu xay mình cho hết vào luôn. Nếu nhà quý vị có bé thì có thể mình khỏi để tiêu xay vào cũng được nha quý vị. Sau đó mình sẽ cho khoảng một muỗng cà phê bột ngọt vào, muỗng lưng thôi nha quý vị, khoảng muỗng lưng cà phê bột niêm. Cho một ít muối. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên. Mình đeo bao tay vào, mình đảo đều các cánh gà của mình lên để cho các cánh gà của mình nó sẽ thấm đều các gia vị. Rồi sau đó mình để khoảng 20 đến 30 phút trước khi mình chiên nha quý vị. Tại vì mình để càng lâu các gia vị càng thấm sâu vào các cánh gà thì sau đó mình chiên nó sẽ rất là ngon, đậm đà. Và trong cái thời gian mình đợi các gia vị thấm vào trong cánh gà thì mình sẽ làm nước mắm đường. Mình cho khoảng 2 đến 3 muỗng cà phê đường cát nha quý vị. Rồi sau đó mình cho cũng khoảng 3 muỗng canh nước mắm. Mình làm nước mắm đường sẵn, rồi mình sẽ chiên với cánh gà. Có thêm đường vào thì cánh gà chiên của mình nó sẽ có cái vị mặn mặn, ngọt ngọt. Mặn mặn của nước mắm, ngọt ngọt của đường, rất là thơm và ngon. Rồi sau đó mình quậy đều lên để cho đường nó tan hết trong nước mắm. Rồi mình sẽ cho vào trong cái chảo dầu phi rồi mình chiên với cánh gà. Và bây giờ mình bắt cái chảo bự lên. Mình cho dầu ăn vào. Mình cho nhiều nhiều dầu vào nha quý vị. Khi nào dầu nóng lên thì mình sẽ cho các cánh gà vào để mình chiên. Các cánh gà này thì mình chiên sơ qua cho nó hết cái phần đỏ đỏ của cánh gà là được rồi. Tại vì hồi mình còn chiên lại với nước mắm nữa, cho nên các cánh gà mình sẽ chiên hai lần. Lần đầu tiên thì mình chiên cho nó săn lại hết cái phần đỏ đỏ là được rồi. Còn lần sau thì mình sẽ chiên với nước mắm cho tới chín luôn. Món cánh gà chiên nước mắm thì cũng rất là dễ làm và ăn rất là ngon. Ăn với cơm cũng rất là ngon và ăn không cũng rất là ngon.
Món này các bé thì rất là thích luôn đó quý vị, và người lớn thì ăn cũng ai cũng khen ngon. Ăn với cơm cũng được, hoặc là ăn chơi cũng rất ngon. Và trong cái thời gian chiên thì mình cũng chở cánh gà tới, cánh gà lui khoảng 1-2 lần nha quý vị. Lần đầu tiên thì mình chiên cũng khoảng 5-7 phút à, cho nó hết phần nội đỏ là được rồi. Tại vì trong cái thời gian chiên mình cũng để lửa riu riu thôi, để cho các cánh gà của mình nó sẽ chín từ từ. Và sau một hồi cũng đã gần 7 phút rồi nè quý vị, các cánh gà cũng đã săn lại rồi, hết trơn cái phần đỏ đỏ rồi. Bây giờ mình gấp hết ra dĩa luôn nha quý vị. Món này mà mấy ông nhậu cũng rất là mê luôn á quý vị, tại vì rất là ngon và rất là dễ ăn. Có thể mình ăn kèm thêm với rau sống nè, cà chua, dưa leo hay salad, rau thơm nữa cũng rất là tuyệt vời á quý vị. Và làm thì cũng rất là nhanh luôn. Món cánh gà chiên nước mắm, cách làm thì cũng rất là đơn giản, rất là nhanh. Và bây giờ mình bắt cái chảo khác lên, mình cũng cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào, mình phi. Mình phi cho nó vừa vàng thôi nha quý vị. Rồi chút xíu mình sẽ cho các cánh gà hồi nãy mình đã chiên xong lại đó quý vị, mình cho vào, mình tiếp tục mình chiên. Vừa vàng là được rồi nghe quý vị. Đó, sau một hồi tỏi phi của mình cũng đã vừa vàng rồi, thì mình sẽ cho nước mắm với đường hồi nãy vào. Rồi sau đó mình sẽ quậy đều ra để cho nước mắm với đường nó hòa lẫn hết vào trong cái dầu và tỏi phi. Rồi sau đó mình sẽ cho các cánh gà vào, mình chiên. Quậy cho nó lên cái phần bọt bọt đó quý vị, cho nó đều hấm đều vào luôn, dầu và tỏi phi. Rồi sau đó mình sẽ cho hết các cánh gà vào. Và trong cái thời gian chiên thì mình cũng đảo tới đảo lui nha quý vị, để cho các cánh gà nó sẽ thấm đều các nước mắm với đường hồi nãy mình cho vào đó, nó chín đều hơn, nó sẽ ngon hơn và nó đậm đà hơn. Đó, sau một hồi chiên lên màu rất là đẹp rồi nào quý vị. Và cũng đã gần chín rồi đó quý vị, mình chảo một lần này nữa thì rồi chút xíu mình sẽ gấp hết ra dĩa để mình dùng trong bữa cơm gia đình, hay là để làm một món nhậu lai rai cũng rất là tuyệt vời. Cũng tùy theo cách chiên của mỗi gia đình mình nha quý vị. Nhà mình thì làm rồi mình chia sẻ đến quý vị và các bạn món cánh gà chiên nước mắm rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon lắm quý vị. Và bây giờ cánh gà chiên nước mắm đã chín rồi nào quý vị, mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn. Rất là thơm, rất là ngon. Một món nhậu ngon và cũng là một món ngon, rất dễ làm. Đó, rất là thơm phức luôn. Vàng hực óng ánh, rất là đẹp, màu sắc rất là đẹp. Và đã thành phẩm rồi nào quý vị. Và bây giờ mình quay cận lại các cánh gà chiên nước mắm ở nhà mình nào quý vị. Vừa mới làm xong, thơm phức nóng hổi luôn. Vừa hỏi vừa ăn, rất là ngon, tuyệt vời. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Một món ngon, dễ làm và rất là bổ dưỡng. Các ông nhậu ai cũng khen cánh gà chiên nước mắm. Rất là ngon tuyệt. Nhậu cũng rất là ngon. Rồi, kênh Món Nhậu Ngon xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.